Thưa quý vị, vừa qua, trong khuôn khổ Hội nghị khoa học chuyển đổi số trong phát triển, quản lý hạ tầng giao thông và công nghệ bê tông dự lực trong xây dựng kết cấu mặt đường sân bay ở Việt Nam tại Hà Nội, Công ty cổ phần tư vấn thiết kế cảng kỹ thuật biển Boscors đã mang đến những công nghệ hiện đại bậc nhất, gây tiếng vang trong giới khoa học và các nhà quản lý. Tại đây, ông Trần Tấn Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Boscors, đã mang đến cho hội nghị cái nhìn tổng quan nhất về xu hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng trên thế giới. Qua đó chỉ ra việc tăng cường chuyển đổi số trong lĩnh vực này tại Việt Nam đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Thì tôi rất ấn tượng về những cái công nghệ mà do cái công ty Postcode đã làm. Hiện nay chúng ta đang nói về chuyển đổi số, nghĩa là chúng ta đưa các cái cuộc sống thực vào không gian của các cái không gian số. Thế thì giữa để đưa cái thực tế đó vào trong cái không gian số thì công nghệ nào để làm? Thì tôi đánh giá rằng cái công nghệ mà do Postcode được làm đây, giới thiệu ở cái hội nghị này là hết sức là cần thiết và đáp ứng được yêu cầu để chuyển đổi số với những cái trang thiết bị hiện đại nhất. Tôi đánh giá Postcode hiện nay đang có những thiết bị hiện đại nhất so với tất cả các nước, so với cả Việt Nam nhé, nhưng đồng thời nó là với cả các công ty ở trên thế giới. Thì những thiết bị đó cộng với cả một cái điều quan trọng nữa là đã có một cái đội ngũ cán bộ, lực lượng rất trẻ làm về công nghệ thông tin, xây dựng những phần mềm hết sức giỏi và tâm huyết. Bây giờ Postcode không còn chỉ là một cái doanh nghiệp Việt Nam nữa, thị trường Việt Nam nữa. Postcode bây giờ đã vươn đến một cái doanh nghiệp ngang tầm thế giới với những công nghệ hiện đại nhất thế giới. Và có thể nói là các bạn có thể thấy là hôm nay tất cả những thiết bị Postcode đều thiết bị hàng đầu của thế giới và khu vực, thậm chí có những thiết bị cả khu vực, chỉ duy nhất Postcode là người làm chủ cái công nghệ đó, cái thiết bị đó. Và những cái công nghệ của Postcode giới thiệu hôm nay thì cái phạm vi ứng dụng nó rất lớn, không chỉ hạn hẹp trong cảng đường thủy, trong ngành giao thông vận tải, mà có thể ứng dụng trong quản lý đô thị thông minh. Trong những năm qua, Postcode đã tập trung mạnh mẽ vào nghiên cứu ứng dụng công nghệ số hóa cơ sở hạ tầng. Các công nghệ Postcode đang áp dụng là song hành cùng với công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới trong các lĩnh vực xây dựng nói chung và cơ sở hạ tầng đô thị, giao thông vận tải nói riêng. Một nhóm các công nghệ và giải pháp do Postcode đầu tư, nghiên cứu và phát triển đã được ứng dụng và mang lại hiệu quả cho nhiều dự án cơ sở hạ tầng. Các nhóm công nghệ nổi bật nhất là nhóm 4 công nghệ khai thác thông tin vị trí địa lý, BIM trên nền tảng đám mây, thực tế mở rộng và bản sao kỹ thuật số. Về mặt công nghệ mà nói, các doanh nghiệp như Postcode là một ví dụ cũng đã sẵn sàng ở những công nghệ mà có thể là cùng đồng hành với những công nghệ cao của thế giới ở cái mức độ hiện tại. Tuy nhiên, để đưa những cái công nghệ này vào trong cuộc sống thì vấn đề nằm ở doanh nghiệp là một phần, nhưng vấn đề chính nằm ở cơ quan nhà nước, ở cái chỗ là phải có một cái chuyển đổi về thể chế chính sách, tạo ra những cái khung pháp lý để cho các doanh nghiệp và các nhà khoa học có thể hành động. Ông Hồ Nghĩa Dũng cho biết, ông cùng các chuyên gia đồng ngành đã nhiều lần đến thăm trụ sở của Postcode và rất ngạc nhiên khi đơn vị này đã đi tắt đón đầu từ rất sớm để tiếp cận các công nghệ. Trong thời gian tới, ông kỳ vọng tại Việt Nam, Postcode sẽ tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ hơn nữa trong lĩnh vực này.